mà không dạ hết nhiêu năm chục mở nhớ hết tên không ai nhớ. Hello hello cả nhà, đây là vàng san đá sen các kiểu. Đã nãy mở bán cái cụ loại nào? Loại này. Loại này mà nó bự như gì nè, bự bự như gì. Một chậu như vậy là 50.000 nha cả nhà, cộng thêm phí ship thùng gửi đi với phí gửi. Này nãy mà gọi là sen gì? Nhớ không? Nó sen đá hồng gì đó. Sen đá hồng. Nhiều loại, cái này là phải ghi giấy. Em thôi mở. Thì nó nói để chừng nữa nó xuống, lần nữa nó sắp xếp rồi nó ghi. Dạ. Giờ nó chưa phải. Xương rồng. Đây là sen đô la. Sen đô la, lý do tại sao có màu là do bơm màu vô nha các bạn. Cái dây sen giống này giống như đây nó còn. À cái ngắn bên đây nè. Con thấy rồi, để bên đó kìa. Để con quay cho thấy cái màu. Dạ. Sen đô la lúc mà mình bơm màu vô á thì mới có màu vàng nha cả nhà, chứ không thôi là ảnh không có màu như vậy. Thở ban đầu là cái sen đô la không có màu như thế này đây, rồi sau đó người ta bơm màu vô thì sẽ cái giá sẽ khác. Dạng sen cả nhà, ai yêu thích loại sen nào thì comment bên dưới giúp mình nha. Nhiều loại sen, có cả xương rồng. Hiện tại thì mình chưa có để tên cụ thể từng loại hết. Đây là cái vàng ươm ở dưới. Đây là mấy cây đang ươm. Hình như cái loại ươm này là mỗi ngày mình phải mỗi tướng à, phải không Mốt? Ở dưới nhà lúc mới ươm. Kim ngân dạng lượng đây. Qua nay cậu biếu ở ngoài sủn sủn đó cũng lắp mấy rồi đó. Cái lỗ chuột rồi, giống cái đuôi mà mằn qua 2-3 ngày. Chụp hình làm thumbnail nha cả nhà. Sen này là bự nhất.
Mở nói không giận à. Giận cái gì nữa? Mặt giận dỗi. Giận. Ông mới khóc la kìa, ông nói ổng gà ta là có đồng nào đâu. Ổng ơi không có tiền ngân bạc nào, uống hơi. Từ từ. Quấy. Từ từ. Không có tiền ngân bạc nào. Chưa có thu hoạch từ tiền đâu ra cho. Ổng nhắc hoài, cứ nhắc hoài. Nhắc hay không? Tiền dây bạc hỏi xuống mặn nên là cho tiền đâu ra. Mà nè, có đồ nhét nào. Đúng rồi, từ từ thu hoạch. Cái này cái gân giống con gắn. Được mà. Mở nhỏ cái này nè. Là được một chậu riêng rồi đó. Ừ. Dạ. Nhỏ cái đó là mình chậu riêng. Này của Trung Quốc nhập qua đó không biết. Được, được chứ hả? Mấy con quỷ thì không tướng khu eo trên mình mà không tướng không to. Khu eo trên mình. Chết hết tiền không cho nên mới nhập hàng gì không mà nó tụi nó để tôi tướng thôi khỏi khẩu chết chiều nay tao tướng đại cho mày chích mày em để nó khô nó chết hết trơn rồi mà cây này chết luôn rồi tụi nó để tôi tướng khỏi mấy cái loại này là bảy ai cho bả mấy cây giống bả treo treo đó. Ừ. Mấy cây này cũng khô queo nè. Khô trơn rồi, này phải tứ rồi nè mẹ ơi. Thì đó. Tứ xương xương đó là được hả? Dạ, cắt từng nước cho tứ xương xương là được hả? Tại vì sợ mỡ tứ quá nó ấy. Kim ngân. Cây nhỏ mini nè. Cây nhỏ mini nè cả nhà ơi. Wow. Rồi, em kết thúc tập 1 video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chúc cả nhà có ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Đừng quên là like video ủng hộ em. Em xin một lượt đăng ký nếu ai lần đầu tiên đến với kênh YouTube của em. Chúc cả nhà vạn sự bình an, gặp may mắn. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.